Vâng, xin được chúc anh em có một kỳ Giáng sinh thật là ấm áp, vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhá. Và mình đang rất nghiêm túc đây. Chào mừng em quay trở lại với bản tin cuối tuần. Yo yo, Vâng, theo mình thì tuần vừa qua có rất là nhiều tin tức và tin nóng anh em à. Đến mức mà trong mỗi cái tin tức đó thì mình phải làm riêng thành các cái video khác nhau. Chính vì thế, với cái việc đã sắp xếp các video trước đó rồi thì trong bản tin này mình sẽ tổng hợp lại và nó sẽ rất là lớp lang và dễ xem anh em ạ. Ok, vậy thì hãy cùng đến với nội dung của bản tin cuối tuần nhé anh em. Và trước khi bắt đầu thì mình xin được nhắc lại rằng là bản tin, thông tin trong bản tin chỉ mang tính chất giải trí thôi. Ok, yo, bắt đầu nha anh em. Không biết tuần vừa qua của anh em có những sự kiện gì, anh em hãy để lại bình luận nhé. Còn với Genshin thì mình chứng kiến được rất nhiều sự kiện. Đầu tiên và sự kiện nổi bật nhất chắc là phải nhắc tới cái thông báo về sự kiện Hoyo Fair rồi. Nó chưa diễn ra nhưng mà cái thông báo của nó thì rất là rầm rộ và được đăng đi đăng lại từ nhà phát hành. Cái sự kiện này nhất định là anh em phải theo dõi nó nha. Bởi vì nó được tổ chức vào ngày cuối năm nên nó sẽ càng hấp dẫn hơn. Lúc đó thì chúng ta sẽ cảm giác sẽ sum họp hơn. Bên cạnh đó thì còn có thể chơi xổ số trong cái sự kiện Hoyo Fair nữa. Video chi tiết về sự kiện thì mình cũng đã làm rồi, không chỉ một mà cả hai cái luôn. Một cái là nhắc anh em cùng với các cái tin tức khác về ngày sự kiện, một cái là về cái nhận ID dự thưởng các đồ họa các thứ. Nhiều người nói với mình rằng là họ đã có kinh nghiệm chơi xổ số đến 30 năm rồi và họ biết được rằng là cái gì dễ ăn, cái gì không dễ ăn. Họ cho rằng cái này là không dễ ăn đâu, nhưng thực sự là một cái điều hiển nhiên như thế thì không cần nói mình cũng biết. Anh em có thể tham khảo thêm nếu cần, các link cần thiết thì đều có trong mô tả video này nhé. Với giờ UTC cộng 8 thì sự kiện sẽ được live trên YouTube vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 12. Vì like trên YouTube nên có thể là tránh được tình trạng giật lag các thứ. Thông tin tiếp theo về sự kiện thì mình phải nhắc đến cái sự kiện cơn gió lạc lối rồi. Sự kiện này mỗi lần nhắc đến thì lại thấy buồn cười anh em ạ. Sự kiện trốn tìm lần này quay trở lại với rất nhiều bản đồ mới và các cái góc trốn phải nói là bá đạo. Rất nhiều cái góc trốn thú vị đã được đăng trên Facebook và các mạng xã hội. Nhiều người nghĩ ra những chỗ trốn phải nói là cực kỳ oai oăm anh em ạ. Sự kiện có sự thay đổi thú vị khi cho người chơi tùy chọn các cái bản đồ để tham gia, tránh tình trạng anh em ức chế khi gặp hoài một cái bản đồ mà anh em không thích chẳng hạn. Về cái tiền xu trong sự kiện này thì nhiều người mới chơi lần đầu hỏi mình rằng là để làm gì. Thực ra tiền xu đó chỉ để tính mốc nhận thưởng thôi anh em, nó không để làm gì cả. Ok, và mình có làm một cái meme ngắn về chuyện là Seiyu giả làm NPC trốn. Lúc đó thì thực sự là mình cũng chẳng nghĩ gì cả, mình chỉ muốn đánh liều làm thử để tạo ra một cái meme cho anh em vui vẻ thôi. Nhưng mà không ngờ là thợ săn bên kia lại không nhìn ra. Có thể là đã do là về cuối trận rồi nên là bạn ấy bị cuống chẳng hạn. Và không nhìn ra vị trí Seiyu của mình, theo mình điều đó rất là bình thường thôi. Nhiều khi người ta cứ nói giống như kiểu là ma dấu ấy. Ok, trong cái video đấy thì tất cả các bình luận thì mình thấy đều rất là vui. Nhưng mà có hai bình luận của anh em nghi ngờ rằng là mình đã thuê người diễn trong cái video đó. Thì đây là đoạn đầu tiên của cái trận đó. Và anh em có thể thấy là mình tìm trận ngẫu nhiên chứ không phải là bạn bè của mình. Ok, và có nhiều anh em để lại bình luận là họ làm theo cách của mình và không ngờ nó đã thành công. Vâng, hẳn là may mắn rồi. Về cơn gió lạc lối và cái đội dũng cảm thì vẫn là cái sự kiện chính trong cái tuần sau nhá. Sang tuần sau nữa thì chúng ta mới có các sự kiện khác. Và thông tin cuối cùng trong phần sự kiện này thì anh em cũng đừng quên check sự kiện giai thoại bách quỷ nhé anh em. Sự kiện cũng có thể làm tới tận ngày 30 tháng 12 cơ mà, và hiện tại khi mình làm cái video này là cũng gần xong cái sự kiện rồi. Mỗi ngày nhận được khoảng 20-30 nguyên thạch tùy ngày. Anh em hãy check nhá. Vâng, và trong tuần qua thì cũng đã xuất hiện banner của Rinnegan cũng như là banner của Yato. Với việc dàn 4 sao thì rất là bất ngờ. Banner vũ khí thì không được đánh giá quá cao. Và trong cái dự đoán banner thì chỉ có duy nhất một tin chiếu vũ trụ, đó là những cái tin tức nóng về vụ banner. Gần đây thì mình có thấy rằng là có nổi lên một số luồng thông tin về chuyện là chúng ta có lên role Raiden không, có lên role các nhân vật khác không. Theo mình thì điều này cũng không phải là cái thông tin gì mới. Tuy nhiên thì với nhân vật Rinnegan thì mình cho rằng là những cái điểm cộng, điểm lên role nó sẽ vượt trội so với những cái điểm mà anh em có thể phân vân. Nếu như anh em có thể phân vân thì chỉ là phân vân về chuyện là chúng ta có lên skip để giành role các nhân vật khác không và Raiden có sớm quay trở lại không thôi. Về chuyện đó thì mình nghĩ rằng là cái tư vấn trong cái lượt role banner 3.3 này mình cũng đã nói khá là rõ rồi. Rinnegan là một nhân vật rất đáng role và lên có sớm. Ít nhất là nếu trong trường hợp anh em chưa có thì anh em lên có một nhân vật cùng mệnh không đã. Sau đó thì hãy tính đến các nhân vật khác. Với cái thông tin này thì mình cũng xin liên hệ một chút đến cái việc dự đoán các nhân vật sẽ có mặt ở phiên bản 3.5. Về các nhân vật rerun ở phiên bản 3.4 thì chúng ta cũng đã có tin đồn rồi anh em. Đó là về Anaitam, về Xiao, Zeylan và Hu Tao. Tạm tin như thế đã. Vậy thì 3.5 chúng ta sẽ có nhân vật nào thì theo mình là với cái việc xuất hiện cặp combo Zeylan và Hu Tao thì rất có thể là 3.5
Như tin đồn chúng ta sẽ có cặp đôi Ayaka và Senhua. Và một nhân vật còn lại thì cũng không nằm ngoài dự đoán mà anh em có thể nghĩ ra, đó là Yula và cái sự xuất hiện của Mika. Đúng không anh em? Như vậy thì phiên bản 3.5 chúng ta sẽ đâu đó có cái banner như là Deia, Yula, Ayaka và Senhua. Đó là dự đoán của mình chứ không phải là tin chính thức, không phải là tin leak đâu anh em. Anh em tự dự đoán xem phiên bản 3.5 sẽ có những ai. Ok. Và gần đây thì mình có thấy nổi lên một cái tin đồn nữa mà nghe có vẻ rất là xú, đó là cái sự xuất hiện của banner Zhongli có thể sắp có. Vậy thì khoan hãy nói chuyện Zhongli đáng hơn hay không, hay là tích cho Zhongli các thứ. Thì mình thấy rằng là với sự xuất hiện của Zhongli thì rất có thể là một cái vòng lặp các nhân vật thần cũng sẽ quay trở lại hay chăng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem các thông tin đó thực sự là sự thật hay không nhé anh em. Vâng, chào mừng em đến phần tin tức về giang hồ. Trong tuần qua nổi bật nhất theo mình là về vụ nộp Anaheim Time và một số thông tin khác. Những tin tức này thì mình cũng đã làm video riêng rồi, trong bản tin cuối tuần thì mình sẽ bổ sung các thông tin khác cho nó thêm phần hấp dẫn nhé anh em. Về nộp Anaheim Time thì nhiều người cho rằng đây là cú nộp cực mạnh và nói là mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng mà cũng có nhiều người lại lạc quan cho rằng là vì chỉ số trong beta quá ảo ma nên Anaheim Time đã được chỉnh sửa lại cho cân bằng. Nói chung là mình không có ý kiến bên nào đúng và bên nào sai cả, vì thực sự là mình cũng không quan tâm tới chuyện đó. Cái mình quan tâm đó là cách sử dụng anh ta như thế nào, dù bị nộp hay là được búp thôi. Trong video trước mình có nói rằng là chuyện thay đổi chỉ số này sẽ thay đổi lối chơi của anh ta. Cụ thể thì sau khi thay đổi chỉ số, Anaheim Time sẽ có cách combo và cách chơi theo mình là nó sẽ đơn giản hơn trước khá nhiều. Anaheim Time sẽ sử dụng chiêu quy trước khi mở combo và kết thúc bằng việc đứng sân từ 8 giây, 12 giây, 16 giây tùy người chơi để tận dụng hết tất cả các thấu kính của anh ta. Đây có thể nói là lối chơi phù hợp nhất với tình hình mới. Vai trò của anh ta vẫn sẽ là một DPS đẹp trai, ngầu lòi, đứng sân và gây ra một lượng sát thương đáng kể. Tóm lại là một gã đồ con mọt sách. Về đam cá nhân của Anaheim Time và đội hình của anh ta thì mình cho rằng là bị ảnh hưởng không quá nhiều đâu. Anaheim Time có thể có ngay một vị trí trong team mà anh em cũng đã nghe tên nhiều rồi, đó là Laida nở rộ. Bởi vì cái team này việc thay thế các slot của nó khá là thoải mái và linh động. Thường thì có 3 slot thôi vẫn có thể chạy được và 4 slot thì càng mạnh hơn. Ở bên cạnh đó thì những phản ứng của hệ thảo như là lan tràn, xung xuê và nở rộ bung tỏa các thứ hiện vẫn đang rất mạnh và rất meta đúng không? Tự bản thân của cái phản ứng hệ thảo nó cũng đã có một lượng đam rất lớn rồi, nên rất có thể các đội hình này cũng có thể có chỗ cho Anaheim Time đứng. Tin tức tiếp theo, theo mình là nó kém hấp dẫn hơn tin của Anaheim Time một chút. Có lẽ là bởi vì nó xa và nó mang theo một cái hướng ngách hơn, đó là tin về các quan chấp hành phạt tui. Về chuyện là nhân vật mạnh nhất trong quan chấp hành phạt tui được nhận định ở thời điểm hiện tại thì không phải là Piero, nhân vật cực ngầu trong đám ma của Sigdora, mà lại là The Captain. Piero thì vẫn là mạnh và có thể là mạnh hơn nữa, nhưng mà ông ta đứng ở vị trí số 0. Mà cái vị trí số 0 này thì nó khá đặc biệt mà nó có vẻ như là ông ta sẽ không xuất hiện kiểu như Chai, kiểu như Signora hay là kiểu như Skara, mà ông ta chỉ giữ vai trò là một NPC thôi, ở thời điểm hiện tại là mình biết là như vậy. Theo mình thì điều đó hơi đáng tiếc, bởi vì thực sự là nhân vật tạo hình mà có tuổi tác như vậy thì không phải là nhiều và khá là ngầu đúng không? Vậy anh em sẽ hỏi là cái tin đồn này có đáng tin hay không, thì theo mình là mình cho là có. Lý do thì mình cũng đã giải thích trong cái video trước đó rồi. Bây giờ thì mình chỉ nói lại rằng là với cái nhân vật mà tạo hình ngầu và già như là Piero thì mình cho rằng là nhà phát hành sẽ đối xử giống như Sigdora, hoặc là họ sẽ để là một NPC thôi. Song song với tin đồn quan chấp hành thì về tin update 3.4 đến 3.6 cũng có tiết lộ về các vùng đất. Mình có thể nói ngắn gọn rằng là hiện tại có rất nhiều thông tin về update này. Có nhiều thông tin nhiễu loạn về chuyện là bản nào sẽ có vùng đất mới. Theo mình thì dù thông tin như thế nào đi nữa thì có thể chắc chắn một điều rằng là ở phiên bản 3.4 trở đi với vực cát sâu tạm gọi như thế, thì những phiên bản sau đó chúng ta sẽ có hứa hẹn về việc update những cái vùng đất và những cái phiên bản giàu nội dung. Rất hứa hẹn và đáng chờ đợi anh em ạ. Tuyệt vời. Ok anh em, chào mừng anh em đến thông tin về La Hoàn 3.4. Thì hiện tại đã có thông tin về quái rồi. Tuy nhiên thì thông tin về La Hoàn mình phải cảnh báo anh em là nó rất dễ thay đổi. Về quái thì nếu như chân hình như thế này thì về cơ bản là mình thấy nó không khó lắm anh em ạ. Lý do mình không thấy nó khó lắm là bởi vì mình chưa chơi thử. Mình đùa thôi. Thực ra là do mình không nhìn thấy những cái con quái mà nó có nhiều cơ chế câu giờ các thứ. Khi nhìn qua thì mình thấy là lửa dưới với bố trí quái như thế này thì nhân vật hệ phong, đặc biệt là Kazuha, sẽ quẩy cực kỳ gắt và cực kỳ nhanh đúng không anh em? Anh em chắc cũng thấy điều đó. Nếu bị gom lại thì cái đống quái ở dưới thì không phải là vấn đề rồi. Ba thằng Magu này thì nhìn vậy thôi chứ thực ra là nó yếu hơn một con Magu, theo mình thấy. Với việc anh em sử dụng hệ phong mạnh, nhân vật hệ phong mạnh gom quái ở dưới thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ở tầng trên thì cũng không có gì quá đặc biệt, chúng ta nên có nhân vật hệ lôi để khắc chế mấy tàng hình của con boss phòng 3 thôi. Và không nên chơi team bung tỏa với con boss ở tầng 3 nửa trên thôi. Nói chung là có rất nhiều đội hình có thể chơi được ở mùa sau này. Đặc biệt là các team hệ thảo.
Và nhân vật của chính phiên bản 3.4 là Anaheim cũng thật quẩy tốt cả lửa trên cả lửa dưới. Vâng, bản tin nãy giờ cũng khá là dài rồi. Và để kết thúc bản tin này thì mình xin điểm nốt một vài tin tức nhỏ khác. Cũng có thể anh em đã nghe rồi, đây là chỉ là những cái bàn luận của mình thôi. Ví dụ như chuyện là cái trò Thất Thánh Triệu Hồi nó cũng sẽ được búp nập để cân bằng các thứ. Một số lá bài có bá đạo đã bị tăng cái xúc sắc lên, như là lộ của nội Yomiya chẳng hạn, từ 3 điểm lên 4 điểm. Và cái lá thức ăn như là thịt cuộn cũng bị giảm cái số lần sử dụng xuống. Như vậy có thể thấy là trong tương lai sẽ có nhiều chỉnh sửa liên quan tới thẻ bài. Cái mình quan tâm đó là những cái tối ưu làm cho người chơi cảm thấy cái thẻ bài này hấp dẫn hơn, mượt mà hơn và đỡ tốn thời gian hơn, thì mình nghĩ rằng là sẽ là những thứ mà nhiều người quan tâm và ủng hộ. Mình mong là trong các update sắp tới thì sẽ có sự quan tâm về những cái chủ đề đó. Vâng, và một thông tin cuối cùng đó là nếu như anh em quan tâm đến DIA thì sau này có thể anh em sẽ cần quan tâm đến Thánh Sinh Vật Dev, rồi có dòng phụ là Tinh Thông cũng như là Sát Thương Bạo Kích, bởi vì tin gần nhất là cô ấy sẽ chơi xung quanh ba cái thông số đó. Ok. Chúng ta cũng ở trong giai đoạn mà gọi là cuối tháng rồi, còn tuần sau nữa thì chúng ta mới bước sang cái giai đoạn là reset shop Paimon. Nhưng mà mình nghĩ rằng là để nhắc anh em về chuyện là tích trước các cái tinh huy tinh trần các thứ để mua nhân vật thì nhắc từ bây giờ là hợp lý. Theo cái lịch reset shop Paimon thì chúng ta sẽ có nhân vật đó là Fizz và Sang Linh. Hai nhân vật này rất ngon ở các cung mệnh 6, cung mệnh 4. Nên là nếu như anh em có ý định sở hữu các nhân vật này bằng cách mua trong shop thì hãy tích lại số tinh huy để sử dụng trong shop lần sau nhé anh em. Ok. Và với những thông tin này thì mình sẽ được kết thúc cái bản tin cuối tuần ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ cái chương trình bản tin cuối tuần nhé. Mình đang rất nghiêm túc đây. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye anh em.